Hòa Ái kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do tối thứ Hai, mùng 1 tháng 12 năm 2014. Thưa quý vị, trước hết là tin có thêm một tàu cá Việt Nam bị Trung Quốc tấn công trong tuần qua. Tàu cá này mang số hiệu QNG90266 của ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, từ biển Hoàng Sa trở về hồi tuần rồi trong tình trạng bị tàu Trung Quốc đâm vỡ mạn trái. Chủ nhân là ông Đỗ Thành, dẫn tàu đi đánh cá, kể lại vụ việc với biên tập viên Gia Minh. Khi anh đi là mùng 8 tháng 11, địa điểm là ở Hoàng Sa, tà độ là 16.02 độ Bắc, độ đông là 111.30 độ đông. Từ ngày anh đi đó là lòm biết tới ngày 26 là gặp tà mình là nó lòm giấy luôn á anh ơi. Mình lòm ở đó là bắt đầu là một cái tà tén, nó để bóng số là 46.102. Nó chạy là xung quanh nó mòn lưới, nó hốc, nó khè nó lấy lưới mình. Còn một chiếc là nó để con số hơi không mấy, còn chữ nhau thì em không biết. Nó tới là nó xịt nước vô gai mình đi, rồi bắt đầu là nó tông gai mình để luôn. Xong rồi nó để số 46.102 là nó tới nó quăng qua quăng lẻ, nó mòn lưới mình, nó lấy lưới mình, nó xé lưới mình đó. Chiếc kia là bắt đầu là nó xuống là nó chạy tới là mình sợ mình chạy là nó chạy tới lúc xịt nước là nó tông mình luôn. Nó tông xa, nó tông rồi bắt đầu là nó nhận gai mình luôn. Gai mình nó nhận xuống luôn, gần chìm luôn, bắt đầu là em mới chạy rồi em chấp tay em lạ. Yeah. Em lạ em vong sinh rồi bắt đầu nó bây giờ luôn rồi nó mới chạy. Ông Đỗ Thành cho biết mấy ghe quanh đó cũng bị Trung Quốc đuổi. Ghe của ông Phạm Y bị xịt bể mặt gương và mất lưới. Gia Minh hỏi thêm. Cái tình hình mà mình cứ ra rồi Trung Quốc họ đánh họ phá rồi mất tài sản như vậy thì làm sao? Dạ thì bây giờ nhà nước nó biết mình đi ra Hoàng Sa giữ nước thì mình đi ra Hoàng Sa mình giữ chứ làm sao? Bây giờ phục đồ chuẩn bị đi giữ đổ nữa đây, chữa tà thiền đồ nữa. Mà Trung Quốc nó qua là đi giữ đổ đây, chuẩn bị ngày 12 đây đi tập đây. Quay sang tin Hồng Kông, cảnh sát đảo quốc sẽ sử dụng những biện pháp cứng rắn nhất để bảo vệ an ninh cho đặc khu, chống lại những cuộc biểu tình gây rối do lực lượng thanh niên sinh viên học sinh thực hiện. Đó là nội dung điểm quan trọng nhất mà ông Lương Chấn Anh, đặc khu trưởng đặc khu Hồng Kông đưa ra trong cuộc họp báo trưa nay. Phát biểu đầy cứng rắn được người điều hành đặc khu Hồng Kông đưa ra sau những vụ xô xát được xem là tồi tệ nhất mới xảy ra tối hôm qua giữa cảnh sát và đoàn biểu tình ở ngay khu vực dẫn về trung tâm hành chánh của đặc khu. Hình ảnh được phổ biến cho thấy cảnh sát Hồng Kông đã sử dụng gậy và hơi cay để giải tán đoàn biểu tình. Phía cảnh sát nói có 37 người bị thương, trong đó có 11 cảnh sát viên và 40 người bị bắt. Thủ lãnh sinh viên Alex Châu nói với báo chí rằng cuộc tranh đấu đòi dân chủ sẽ tiếp diễn và vẫn theo lời anh, phe biểu tình đã thành công vì làm tê liệt hoạt động hành chánh của đặc khu. Cũng liên quan đến Hồng Kông, hôm nay Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay phải đi đến quyết định không cấp chiếu kháng nhập cảnh cho đoàn đại biểu Quốc hội Anh muốn ghé thăm đặc khu vì những người trong đoàn chủ trương đối đầu chứ không muốn dùng chuyến đi để xây dựng quan hệ giữa hai quốc gia. Bà Hoa Xuân Ánh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nói với báo chí rằng Bắc Kinh đã nhiều lần phản đối việc Luân Đôn gửi những đoàn đại biểu Quốc hội đến Hoa Lục để điều tra, tức cố ý can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Tuần trước, một đoàn đại biểu Quốc hội Anh quyết định hủy bỏ chuyến đi Trung Quốc dự hội nghị về phát triển quan hệ song phương, sau khi Bắc Kinh từ chối cấp chiếu kháng nhập cảnh cho một thành viên trong đoàn là dân biểu Richard Graham, vì ông này thường xuyên lên tiếng phản đối việc Bắc Kinh tìm cách bóp nghẹt dân chủ, đặc biệt đối với những gì đang xảy ra tại Hồng Kông. Thưa quý vị, 48 giờ đồng hồ sau khi gặp thất bại trong cuộc bầu cử cấp địa phương, toàn thể nội các Đài Loan đã nộp đơn từ chức, mở đường cho Tổng thống Mã Anh Cửu lập chính phủ mới với hy vọng sẽ lấy lại được lòng dân để Quốc dân đảng thành công trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào năm 2016. Cuộc bầu cử cho thấy đảng Dân Tiến chủ trương Đài Loan tuyên bố độc lập đã thắng lớn ở những khu vực quan trọng, kể cả ở thủ đô Đài Bắc. Các cuộc thăm dò cử tri cho hay người dân Đài Loan sử dụng lá phiếu để bày tỏ quan điểm chính trị với chính phủ đương thời, phản đối chính sách mềm mỏng với Bắc Kinh mà Tổng thống Mã Anh Cửu thực hiện từ ngày nhậm chức hồi năm 2008 đến giờ. Ngoài ra, cử tri Đài Loan cũng nói họ dùng lá phiếu để bày tỏ sự thất vọng của họ về những vấn đề liên quan tới kinh tế và xã hội như giá cả thực phẩm, lương bổng và mức chênh lệch giàu nghèo. Cũng cần nhắc lại, ngay sau khi kết quả được công bố, Thủ tướng Đài Loan Giang Nghi Hoa đã nộp đơn xin từ chức.
Trong khi đó, ngay cả những người ủng hộ chính phủ cũng biểu tình trước cửa trụ sở Trung ương Quốc dân đảng ở Đài Bắc và hô khẩu hiệu đòi Tổng thống Mã Anh Cửu phải từ nhiệm. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Hòa Ái xin kính chào tạm biệt.